Thời gian gần đây thì tất cả các dòng máy trên thị trường hiện nay, ví dụ các bạn thấy Husqvarna 541 này, cắt cỏ ấy, rồi là cưa xích Husqvarna 365 thì tất cả đã sử dụng sang cái hệ ốc hoa thị. Chính vì vậy cái dụng cụ để mở cái ốc hoa thị đấy trên thị trường hiện nay nó không có quá nhiều. Hôm nay thì chúng tôi Điện Máy Minh Sơn về cái tuýp mở như thế này để cho các bạn linh hoạt hơn trong vấn đề sử dụng công cụ. Các bạn chỉ cần mang một cái tuýp mở đấy đi thôi là đủ luôn các cái tính năng để các bạn vặn ốc, có thể tháo buji cũng như là cái tháo ốc bên lam để cho các bạn sử dụng nhá. Ở cái tuýp mở này của mình, một đầu này là đầu 13 nhá. Đây này, đầu này là đầu 13 này, đầu này là đầu 19 này, 13, 19. Cái đầu này thì sẽ vừa vào cái ốc ở bên hông lam ấy, vừa vào ốc bên lam này. Cái đầu này thì sẽ vào đầu buji này. Còn cái hoa thị này, các bạn nhìn thấy hoa thị này, hơi khó lấy nét bởi vì nó nhỏ ở đầu ấy. Đây là phần hoa thị. Hoa thị này vào ốc, vào vặn vào ốc T27 nhá. Các bạn vặn ổn luôn. Các bạn thấy cái tuýp mở của Estin như nào thì cái tuýp mở này y như thế. Chiều dài của nó là 19 các bạn ạ. Khi mà các bạn cầm những cái tay 19 như thế này thì nó sẽ có lực hơn so với những cái tay ngắn 17. Đấy, tay này là dài 19 này, dài 19 này. Và chiều rộng này, chiều rộng này là 7,5 nhá. Chiều rộng này là 7 này. Đây các bạn có thể thấy được. Chiều rộng là 7, chiều này là 7 này, chiều này là 19 này. Đầu này T27, đầu này 19, đầu này 13 này. Rồi nếu anh em có nhu cầu có thể liên hệ với Điện Máy Minh Sơn. Tuýp mở kỳ tiện dụng luôn, các bạn chỉ cần mang một cái tuýp này đi thôi là đã đủ công năng công dụng rồi. Và cảm ơn anh em đã quan tâm. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video sau. Nhớ đăng ký follow kênh Điện Máy Minh Sơn nhé. Đây các bạn để thấy được trên tuýp mở này có logo Reload Điện Máy Minh Sơn này. Cái hàng này chất thép cực kỳ ổn luôn. Anh em về cứ việc sử dụng bình thường thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn lại.